Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn phần mềm kiếm tiền trên điện thoại Android. Đầu tiên thì các bạn vào cửa hàng Play. Các bạn tìm phần mềm như trên màn hình nè. Đây là phần mềm này mình cài đặt rồi. Xong thì các bạn vô thì các bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Phần mềm này một tháng mình kiếm được 200k, hơn 200k, 250k. Đây là nhiệm vụ nè, như vô cuộc khảo sát thì chúng ta trả lời mấy câu hỏi này thì được điểm, và mình lấy điểm đó để mình đổi thẻ cào, mình cứ chọn đại thì cũng được điểm thôi. Khi mình đủ điểm thì mình sang phần đổi quà nè. Đây điểm mình còn 1.000 điểm thì mình đổi được 5 thẻ 50k. Mình mới chơi đây chỉ hơn tháng à. Thẻ này thì mình thẻ Mobi ở trên thì mình mới đổi. Để một lát mình nạp cho các bạn xem. Giờ thì mình sẽ copy. Copy rồi mình nạp cho các bạn xem. Như mấy lần trước mình giới thiệu thì có bạn nói mình lừa đảo này kia, cho nên mình sẽ nạp. Đây là tiền tài khoản chính mình còn 44.000, mình sẽ nạp cho các bạn xem. Các bạn cứ xem mã thẻ nạp rồi các bạn xem coi có đúng không, để các bạn nói mình lừa đảo. Đây 94k. À không, 94k. Đây là mã thẻ hồi nãy mà mình mới nạp đó. Như đây em đổi 50k thì 50k thì 500 điểm. Đây là như mình mới đổi thẻ nhưng thẻ đổi không được nữa. Phần mềm này thì các bạn giới thiệu lên bạn bè trên Facebook á, thì một người nhập mã giới thiệu của bạn thì bạn được 50 điểm, và 500 điểm thì các bạn sẽ đổi được 50k. Thì các bạn nhớ nhập mã giới thiệu của mình là thì các bạn cũng được 50 điểm đó. Phần mềm này thì rất dễ để kiếm tiền luôn. Các bạn thấy video hữu ích thì các bạn bấm like và đăng ký kênh YouTube của mình. Mình sẽ dành thời gian để làm thêm video cho các bạn. Mình có để link tải bên dưới video.